Hello được Nhật com chào tất cả anh em cần thủ nha Hôm nay em tiếp tục lên dây cho mọi người hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship nha Phí ship là 30 000 trên một đơn hàng Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 079 455 93 Zalo cũng vậy nha 079 455 9193 Rồi đầu tiên mã số 1 nha Mã số 1 giới thiệu tới anh em là dòng cước PE Đây cước PE nha Cước PE là sao Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE chứ Dây là cực kỳ à, Đây À, sự kết hợp giữa cước và pe này đấy loại kết hợp này anh em nhìn nè nó y như hợp kim vậy á. giúp cho anh em nào câu biển á kháng mặn rồi là cực kỳ tốt với lại anh em câu đây đấy dòng này thì nó siêu trâu bò luôn nha càng câu thì nó càng thắng nhìn màu xanh thế này nhưng mình nhìn bên trong nó là bảy màu nha bảy màu nó nhạt 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 nè y như màu nước biển vậy á. rồi bốn cụm là bốn trăm mấy tặng thêm một cụm là một trăm mét nữa là năm trăm rồi bốn cuộn tặng một cuộn giá bao nhiêu giá chỉ có 200k. Dòng này anh em về đánh đi đảm bảo anh em bị đánh căng đánh này càng thích luôn. Mã số 1. Tiếp tục mã số 2 nha. Rồi. Tiếp tục mã số 2 nè Mã số 2 tiếp tục là dòng cũng đi là dòng cước PE. Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE này này, loại này là 0.45. 0.45 là tương đương với cước số 7 độ dài là 150m đến một cuộn. em vẫn bán giá là 1234. 4, 4 cuộn tặng một cuộn là bốn cụm theo cho là 400 mét tặng thêm 100 mét nữa là 500 mét đấy 500 mét mà cái này là 150 mét là 5 cụm tức là 750 mét giá bao nhiêu cũng chỉ có 200k còn anh em mua 8 cụm là được tặng 2 cụm là 1.500 mét nguyên lốc này nha giá là bao nhiêu mã số mã số 2 nha giá cũng chỉ có 400k rồi mã số 2 anh em nào lấy 1 2 3 4 4 cụm tặng một cụm giá 200k nha mã số 2 tiếp tục mã số 3 nó là 0.45 nha đây 0.45 này là tương đương với uh, cước số 7 nha. Sức tải là 40 là B, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 tiếp tục là em có dòng uh, đây. Em có dòng cước uh, pick nè, pick là màu hồng nè, pick màu hồng độ dài là 500m dây số 3 này. Dòng này là của thằng đây, Sunlight nha, Nậu địa Nhật. Dòng này là cũng follow nha. Follow monomet nè, đấy. Dòng này thì đã đánh cực kỳ đã, nó sự kết hợp giữa nó là kết hợp giữa carbon và da ni này đấy dòng này thì 500m số 3 số 3 là sức tải là chính là B chính là B là 4 kg nha dòng này nó tải chuẩn 4 kg luôn đấy anh em nhìn sợi dây này đã lắm rồi cùng này để cho anh em giá bao nhiêu cùng này để cho anh em giá là mã số 3 500m để cùng này để cho anh em giá sale anh em giá chỉ có 400k 400k tặng cho anh em thêm một cuộn số 3 nha đây một cuộn số 3 Japan này đây một cuộn số 3 Japan độ dài là 100 mét này dây là dây màu trắng này đấy với thêm anh em một cuộn thẻo nữa thêm anh em một cuộn thẻo về anh em đây một cuộn thẻo Shimano nha một cuộn thẻo Shimano này dòng này là dòng EX nha dòng Lander nha dòng này đánh cực kỳ đã dây này cũng và lau carbon tàng hình và không bị xoắn này sức tải 4,8 kg 0.16 mm này made in Japan dây là dây màu trắng này rồi cũng đây giá bao nhiêu 400k tặng anh em thêm hai cục này và cục này rồi tiếp tục mã số từ từ mã số 3 từ từ rồi tặng cho anh em thêm lưỡi chiên về cho anh em đánh chép nè đây hai bình lưỡi này chiên đánh chép nè lưỡi này là lưỡi cả... lưỡi số 7 nha loại này đánh kép tầm cỡ 2-3kg đủ lại là ok nè đấy lưỡi này nè lưỡi này là bầu nè lưỡi này câu chép cực kỳ đã luôn rồi lưỡi này là hai bộ lưỡi nhìn một một vỉ này nó thẻo sẵn độ dài là 2 mét trên một cái dây này mà trong này có 5 lưỡi cái này cũng 5 nữa là 10 lưỡi 10 lưỡi với lại tặng thêm một lưỡi này cũng câu chép nữa lưỡi này thì lưỡi số 7 lưỡi này cả lưỡi số 5 đây mấy lưỡi này nó có cái ngành giữ này anh em thấy không có ngạnh giữ lưỡi không cái này số 2 nó thẻo sẵn là 3 mét trên một một cái thẻo nha Cái này ta tổng cộng có 5 cái thẻo rồi tặng thêm cho anh em 3 bịch lưỡi này nha cho mã số 3 đấy tiếp tục và số 4 tiếp tục cả số 4 nha rồi mã số 4 thêm có rồi rồi mã số 4 tiếp tục là cước và đây cước PE này cước PE sự kết hợp giữa cước và PE loại này là 0.60 này 0.60 là tương đương với cước số 12 cụm này tới 140 m trên một cụm này đấy 140 m trên một cụm 1 2 3 4 4 cụm là 400 m chạy liền với nhau cái này là nó liền dây với nhau nha mọi người đây đường nó liền đây nè em coi nè đây dây nó liền với nhau nè đây dây nó liền với nhau nè anh em thấy không đấy là anh em có 140 m đầu cho là 710 mét nha tổng chiều dài của nó là 710 mét trên 5 cụm nè rồi đấy 4 cụm tặng một cụm giá là bao nhiêu giá chỉ có 200k thôi loại này là 0.60 nếu anh em ở miền Nam thì gọi là 0.6 đây đấy hàng nội địa nhặt PE à, x à, cước PE nha nó là cước PE sự kết hợp giữa cước và PE rồi mã số mã số 4 giá là 200k thôi tiếp tục mã số 5 này ừ. tiếp tục mã số 5 mã số 5 tiếp tục là dòng à, uh, combo về cho mọi người câu đài nha combo về mọi người câu đài rồi đầu tiên là một cuộn à, uh, đây một cuộn cước này cuộn cước này là 200m số 3 này 200m dòng này là dòng ni lông nha đấy hàng chưa qua sử dụng nha mọi người hàng ni lông chưa qua sử dụng này đấy em bóc ra cho một người luôn hàng này nó ghi tiếng nhật nhưng mà em dịch ra là nó ghi chữ ni lông ở chỗ này nè đây nó nó ghi chữ ni lông ở đây cái này là ni lông này đấy này là số 3 nha số 3 độ dài là 200 trăm mét này đấy dòng này anh em về làm trục đánh thì cực kỳ đã rồi à, một cụm này số 3 cái này thêm một cụm là loại này là 1.0 này 1.0 thằng này là Shimano này dòng này là FX Lander này đấy loại này là số 3 làm trục nha loại này là 1.0 làm thẻo này tiếp tục là có 1.2 này 1.2 là dòng phà lâu carbon này đây 1.2 là phà lâu carbon này loại này là sức tải là 7 kg độ dài là 200 m là 0.18 này đấy hai cụ này loại này thích hợp về cho anh em đánh chép như nó ghi 7.4 nhưng mà dòng này là dòng cước chuyên chép tại vì sao nó lại chỉ chép tại vì dòng này là dòng cước này tàn hình mà mày mịn và tuyệt đối không giờ bị sắn đó anh em nào mà đảm bảo cho anh em về cái dòng này là chuyên về cho anh em làm thẻ câu chép nha chép câu uh, câu trophy, siêu nhạy luôn đây còn anh em nào mà thẻ mua hoặc là em có thể nói em sẽ tặng cho mỗi người một ít để cho mọi người về đánh trải nghiệm nha đảm bảo anh em cũng đánh mê luôn mày mịn và tuyệt đối không giờ bị sắn rồi cụng này là 200 m nè thêm cuộn này là 200 m mét lâu carbon nha dòng này là carbon này dòng này là nó là cũng dạng uh, ni lông. đấy ni lông có pha carbon còn dòng này là dòng flow, lâu còn dòng này cũng flow lâu carbon ba cụ này là 400m một uh, 50m nữa là 450m 450m với thêm một cụm flow lâu carbon 1.5 nữa nè thêm một uh, flow lâu 1.5 sức tải là 7,4 kg độ dài là 100m nè đấy dòng này là dòng flow lâu carbon tăng hình như nước và dây tuyệt đối không nhiều sẵn dòng này với thằng dòng tím là dòng này là dòng super này. dòng này phía xích này dòng này là dòng spa nha anh em về đánh mấy dòng này combo này anh em về đánh cầu đại là cực kỳ đỉnh luôn đấy rồi 200 400 400 500 550 mét nha 550 giây như vậy rồi để cho anh em giá bao nhiêu dạ tổng cộng hàng chất cả là chưa qua sử dụng nha mọi người đấy rồi để cho anh mọi người chỉ giá là 400k thôi mã số 5 400k tiếp tục mã số 6 Rồi, tiếp tục mới 66 số 6 thì mới mọi người là dòng đây. Đây em có dòng cước đây qua nè. Dòng cước đây qua này là dòng nước flow carbon nha, đây mọi người nè. Fluoro carbon này, loại này là tặng hình dưới nước và dây không xoắn này. Đấy hàng này thì hàng nào địa nhật đây qua dòng này là dòng cao cấp nha. Dòng này là dòng cao cấp nè, 0.0.8 nè. Đấy, độ dài là 300 m đến cụm này nha. 300 m nè, đấy. Cầu nguyên bọc đây qua nè Rồi cụ này để cho anh em giá bao nhiêu Cụ này để cho anh em giá cũng chỉ có 400k thôi 400k này 0.8 độ dài là 300m Và lâu rô carbon nè Nó có ghi cả tiếng Anh này Có ghi cả tiếng Nhật nè Đấy và lâu rô nha Dòng này thì đánh càng đến thì càng thẳng nha Dây này là tuyệt đối không xoắn nè Đấy Rồi Cụ này hai chưa có sử dụng nha Cầu nguyên bao bọc nè anh em thấy không Rồi Mã số Mã số 5 Cụ này 0.8 này Thêm anh em một cụ cuộn này để cho anh em giá là bao nhiêu 400k 400k thêm anh em một cuộn là loại 0.8 theo anh em một cuộn là loại 1.2 này đây 1.2 phải lâu carbon này 1.2 phải lâu carbon sức tải là 7,4 kg này độ dài là 100m này chai màu trắng này phải lâu carbon tiếp tục này thêm anh em một cuộn số 3 này một cuộn trục số 3 nữa nè một cuộn trục số 3 là 0.28 sức tải là 8,4 kg này da màu trắng này rồi bò hai này rồi cuộn này để cho anh em giá là 400k 400k tặng cho anh em thêm hai cuộn này nha 400k tặng cho anh em thêm hai cuộn này rồi và tặng anh ta cho anh em là hai bịch lưỡi này ba bịch lưỡi này nữa mã số rồi, mỗi đơn hàng hôm nay em sẽ tặng cho anh em ba bịch lưỡi như thế này luôn mã số 5 Rồi tiếp tục mã số 6 nha đây mã số 6 tiếp tục là em có mấy cái lưỡi câu này mấy lưỡi câu giới thiệu cho mọi người nha mã số 6 có mấy cái lưỡi câu giới thiệu cho mọi người nè đây em có cái lưỡi này là lưỡi Hàn Quốc nè lưỡi này là lưỡi của Nikola nha dòng này thì đánh anh em bên đánh biển đồ chống rỉ rét này loại này là hàng hàng nhặt được sản xuất ở Korea nè độ dài này là 100 cái nha ai à, đâu 70 cái lưỡi này là lưỡi số 16 nè đây lưỡi này lưỡi cực kỳ sắc bén nha mọi người đây Nói chung là em để cái tay vào là dính liền này. Đây, Lưỡi này, lưỡi số 16 nha. 70 hộp này là 70 cái. Đây. Đây cho mọi người nè. Lưỡi này, lưỡi số 16 nè. Đây. Nó cao là đây. Nó cao là 3 ô ly lớn nha. Nó cao 3 ô ly lớn, nó rộng là 2. 5 ô ly nhỏ với lại 2 ô ly là là bảy ô ly nhỏ nha đây lưỡi này là lưỡi số 10, 16 nha về cho anh em đánh cá tầm khoảng là từ sân hàng từ 3 đến 5 kg là ok rồi lưỡi số 16 dòng của Nikkei dòng Korea em chuẩn bị em có về em có đấu về cái loại này hàng Japan nữa đấy rồi hộp này để cho anh em giá bao nhiêu hộp này để cho anh em giá chỉ có hộp này là hộp 16 này em có hộp 17 nha hộp 10, 16 là 70 cái này đấy 70 cái rồi có hộp số 17 nè 17 là 50 cái trên một hộp nha đây 17 thì nó thế này đây lưỡi thì cực kỳ đẹp cho mọi người lưỡi thì cực kỳ đẹp luôn ừ, anh em nhìn cái lưỡi đã lắm rồi thấy không rộng là đây lưỡi 17 đây mà nó to hơn lưỡi 16 một chút thôi nha 17 nó to hơn 10 một chút nó hơi bầu lên một chút thôi này rồi lưỡi này để cho anh em giá là 17, 2 hộp 16, 2 hộp 17 giá chỉ có 200k nha. 2 hộp 16, 2 hộp 17. Anh em có thể lấy 4 hộp 17 hoặc là 4 hộp 16 cũng được, cũng 200k thôi. Rồi, em bán đây này là 2 hộp 10 cũng của Hàn Quốc hết. Rồi, 4 hộp này để cho anh em giá là 200k. 2 hộp 16, 2 hộp 17. Tiếp tục mã số 10 10 18. Đấy, 18 thì à, Mã số 7, mã số 7 thì em bán bốn hộp số số 17 nha, bốn hộp số 17 này thì giá cũng chỉ 200k thôi, bốn hộp số 17 200k. 4 Bốn hộp 17 giá 200k nè Còn mấy hộp xe hết cho anh em luôn. Bốn hộp, mỗi hộp là 50 cái, tức là bốn hộp, bốn hộp là 200 cái nha. Giá cũng 200k, mã số 17. Rồi, 18 thì 18... à mã số 7. Mã số 8 thì tiếp tục là bốn hộp số 16. Bốn hộp số 16 thì giá cũng 200k. Bốn hộp 16 nha. 16 thì 70 cái trên một hộp. Bốn hộp 16 thì giá 200k luôn. Ba hộp. Bốn hộp, bốn hộp 16 này giá 200k. Rồi, tiếp tục mã số mã số 9. Rồi, mã số 9 tiếp tục là lưỡi, em có lưỡi số số mấy nè. Rồi, lưỡi này là lưỡi số 12 nè. Này. Lưỡi này là lưỡi số 12 nè, đấy, một hộp số 12 này. Hộp này là trăm lưỡi nha. Đây số 12 này em đo cỡ cho mọi người nè. 12. Đây. Rộng là 5 ô ly nè, cao là 2 ô ly lớn nè, nằm rộng là 5 ô ly cao hơn 2 ô ly lớn nha. Rồi, mã số 9 nè. Lưỡi này lưỡi số 12, một hộp là trăm lưỡi. Rồi, tiếp tục mã số à, 12 cái lưỡi số 11 nữa. Đây, 12 Rồi lưỡi số 11 nữa nè. Rồi hai hộp 11, hai hộp 12 giá là 200k nha. Đây 11 nè. Này. 11 này cũng 100 lưỡi nè. Đấy, lưỡi số 11 đây. Lưỡi 11 này nên nó dành cho anh em có đây. 11 em đo ly cho Uli cho mọi người coi nè. Đấy, cao là gần 5 mô ly nè, à, cao là hai ô ly lớn này rộng là gần 5 ô ly nhỏ này thấy không mà nó bầu vào rồi hai hộp 11 hai hộp 12 giá 200k mã số mã số 10 mã số 9 tiếp tục mã số 10 mã số 9 nha hai hộp 12 hai hộp xuống đây hai hộp 11 này rồi hai hộp 11 hai hộp 12 giá là 200k tiếp tục mã số uh, số 10 mã số 10 tiếp tục là em có gì đây rồi rồi em còn à, hộp này hộp số 11 là hồi nãy em đo rồi nè hộp số 11 là nó đo cỡ cho đây, hai hộp số 11 hai hộp số 10 giá cũng 200k đây số 11 nè mã số 10 nha đây rộng là 5 mô ly nè thấy không cao là hai ly lớn nè 5 ly nhỏ này cao ly lớn này loại này là số 11 này loại này số 10 thì nó nhỏ hơn chút nữa đây mà số 10 thì nó nhỏ hơn chút nữa nha ừ. Ừ. Số 10 thì nó cao 9 ô ly nhỏ, rộng thì 4 ô ly gần 5 ô ly nè. Rồi, hai số 10, hai hộp số 10, hai hộp số 11 là tổng cộng là 400 lưỡi để cho anh em giá cũng 200k. Đây này là số 10 này, một hộp này. Số 10 hai hộp này. Đấy, hai hộp số 10 này. Hai hộp số 11 này, đấy. Hai hộp số 10, hai hộp số 11 giá cũng 200k. Mã số 10. Tiếp tục mã số 12 11. tiếp tục mã 11 nha, 11 thì em có 4 hộp số lưỡi số 13, số lưỡi số 13 thì nó nó bằng đây bốn hộp lưỡi 13 nha bốn hộp lưỡi 13 để lấy anh em giá là 200k đây lưỡi này là hàng Korea xuất nhập đây lưỡi này thì nó cao là hai ô ly lớn này bước lại một ô ly nhỏ nữa nè là 11 ô ly nhỏ nha cao 11 ô ly nhỏ nè rộng là 6 ô ly nhỏ nè thấy không đấy lưỡi này lưỡi số 13 bốn hộp bốn hộp là 400 lưỡi hộp là 100 lưỡi nha rồi giá là để anh em giá cũng chỉ có 200k thôi. Đây, dòng Nikkei thì anh em biết rồi. Nikkei là một trong những dòng lưỡi câu cực kỳ đỉnh rồi. Đây, Nikkei là Hàn Quốc xuất nhập. Rồi, giá 200k. 4 hộp. 4 hộp 200k nha, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 tiếp tục là dành cho anh em nào về anh em cho đây 12 tiếp tục là cước và lâu cặp à, cước đây rồi dành cho PE 12 tiếp tục là dây PE siêu bày này loại này là, là 4.0 nha 4.0 là tương đương với 0.32 loại này là dòng PE chuyên cho anh em đến biển anh em nào đánh biển thì lấy dây này về ăn đánh biển kháng mặn cực kỳ tốt luôn nó là dòng là siêu trâu bò kháng mặn thì anh em biết rồi dòng này là càng đánh là càng đỉnh nó không bao giờ bị bị mục nha Loại này là 4.0, sức tải là 40 lb là, là 0.32 nha, 0.32 dây 7 màu. Rồi, cụng này để cho anh em giá bao nhiêu, cụng này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Rồi, 300 m 4.0 là 40 lb chuyên về cho anh em câu ngâm lân xe 4.0 nha. Câu ngâm lân xe hoặc là anh em đã câu bạc biển rồi nha. Dòng này thì dòng chuyên cho anh em đánh biển. Sức tải chuẩn của nó là 20 kg cá biển nha. Mã số mã số 12. Rồi, tặng cho anh em thêm hai bịch lưỡi này nha hai bịch lưỡi này về anh em câu câu ngâm cá chẽm nè anh em nào mà về câu biển thì lấy cái này câu ngâm cá chẽm còn anh em về về à, đánh lóc thì anh em chế về nên đánh lóc nha rồi mã số 12 300k dây pe siêu bền Chuyên cho anh em biển tặng cho anh em thêm hai bịch lưỡi mã số 12 tiếp tục mã số 13 rồi 13 tiếp tục là em có dòng pe này PE loại này là 3.5 này, sức tải là 31 kg, độ dài là trăm mấy này, hàng này là hàng của con đút nha, hàng này cũng đánh cực kỳ đỉnh nè Rồi, cuộn này em đang xem anh em giá là bao nhiêu? 200k là một cuộn PE 7 màu này, loại này là 3.5. 3.5 là tương đương với 0.30 thôi. Đấy, loại này bình thường nó 3.5 nhưng mà 0.30 thì bình thường chỉ ra bằng 0.3 mấy dòng khác thôi. Là 3.0 mấy dòng khác thôi. Rồi, cuộn này là 100 mấy này. 100 mấy mã 13 nha, 100 m thêm một người à, cũng 1.5 này, 1.5 là tương đương 0.20 sức tải là 16 kg nha. Hàng này thì đây hàng này thì bên em đang đang bán sale cho mọi người tặng thêm cho mọi người nha, cụ này em đang bán, đang bán giá là 200k. Đây, dòng Lander này chuyên đây. PE Lander nha. Rồi tặng thêm cụ này, cụ này 200k, tặng thêm cụ này là 1.5 nữa. Cái này là 0.30 là giá số 3 về anh em bán lu rất cực kỳ tốt nha. Rồi. Thêm anh em hai bịch lưỡi này nữa hai bình rưỡi này anh em lưu để lóc lưu chẻm thì giá cũng vẫn chỉ có 200 k mã số 23 13 200 k là hai cụ tiếp tục mã số 14 rồi 14 chuyên về cho anh em câu biển tiếp tục hồi nãy là giá số 4 rồi đúng không Giá số 4 cho em chút rồi tiếp tục là em có số 3 nè đây em có 1.5 nè 1.5 này là 0.20 nha 0.20 là sức tải 20 là B 20 là B là sức tải chuẩn của nó là 4kg nha Sức tải chuẩn của nó là Ở à, đâu 20 là B Sức tải chuẩn là 10kg nha Dòng này là dòng PE PE chứ không phải cước nha PE chuyên biển kháng mặn Dành cho anh em về lưu rê lóc Hoặc là anh em câu lưu rê biển Cực kỳ đã luôn Dòng này thì Chuyên biển này anh em đánh khỏi phải lo, Bình thường ít có dòng PE nào nó kháng mặn nha Nhưng mà dây này là kháng mặn siêu bàn nầu đồng cổ đá rồi cụ này 300 mét để cho anh em giá chỉ có 300k tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi để anh em chế anh em có thể lưu để lắp hoặc là lưu để chém nha đây đường sau nó có cái ngạnh này nếu mà anh em nào mà câu câu chém chuyên nghiệp thì nhìn cái lưỡi này biết đảm bảo là vừa cho anh em câu chém luôn rồi mã số 14 để cho anh em giá là 14 rồi dây pe siêu bàn độ dài là 300m 1.5 tặng cho anh em thêm hai bình lưỡi chuyên về cho anh em lưu relock rồi và mã số 14 giá chỉ có 300k tiếp tục mã số 15 loại này là 1.1.5 dây 7 màu x8 rồi tiếp tục là loại 3.0 này đây 3.0 rồi 3.0 cũng dành cho anh em nào về lưu rê này lưu ngâm lăng xe đều được hết nè đây 3.0 loại nào là pe nha PE 3.0 sức tải là 30 lb 30 lb dòng này sức tải sức tải chuẩn của nó là 15 kg nha 15 kg cá chè biển chuẩn luôn dòng này dây cực kỳ nhỏ nha lỗi 8 này lỗi 8 này dây này thì cũng rất là mịn về anh em có thể lưu đi lóc này cũng này 500m để cho anh em giá bao nhiêu 500m để cho anh em giá là 400k vẫn tặng cho anh em thêm hai bịch lửa nha dòng này thì em vẫn có loại là 300m 300m thì em đang bán giá chỉ có 300k còn này 500m thì em bán giá 400k nha Đấy PE kháng mặn chuyên biển Rồi loại này là tặng cho anh em hai bịch lưỡi này Bịch lưỡi này là số 26 nè hai ừ. bịch lưỡi số 26 Vậy anh em câu chém hoặc là câu chép nha à, Câu chém hoặc là con anh em lưu rê Mã số 15 400k 500m 3.0 Tiếp tục mã số 16 Rồi 16 cũng tiếp tục là PE siêu bàn chuyên biển Đây PE siêu bàn chuyên biển loại này là 5.0 nha 5.0 là tương đương với 0.37 nè, 5.0 là tương đương với 0.37 nha. Vậy nó có bị rách cái tem này không ảnh hưởng gì nha. Rồi 0.37, lỗi 8, dây là dây siêu bền. Anh em nhìn cái sợi dây là anh em biết rồi, bật cực kỳ bền bỉ luôn. Siêu bền nầu đồng của đá chuyên về cho anh em biển kháng mặn nha. 5.0, 5.0 là tương đương với lại 0.37 nè, sức tải là 50 lb. 50 lb sức tải cụ này chuẩn 25 kg cá biển nha. Đấy, anh em nhìn nè. Dây này cụ này thì 500 m, 500 m em vẫn để cho anh em giá là mấy bao nhiêu? 400k tặng cho anh em thêm hai bình lưỡi số 26 đúng là số 5 em phải tặng cái lưỡi nó to hơn nhưng mà thật ra thì em chỉ có lưỡi này là mắt là to nhất là lưỡi số 26 nha mã số 16 để cho anh em giá thì 400k pe siêu bền chuyên biển kháng mặn đấy nầu đồng cổ đá tặng cho anh em 22 bình lưỡi giá không chỉ có 400k mã số 16 tiếp tục mã số 17 số 5 rồi số 5 rồi tiếp tục là 17 17 em cũng có dòng đó nhưng mà dòng này là 8.0 này 8.0 loại này là có loại 8 8.0 rồi như mấy. Rồi, loại này em có 8.0 này. 8.0 là loại này là 300 m nha. Loại này là 300 m là 0.48, 8.0 là 0.48. Có chỉ 0.48 nhỏ hơn cước bình thường nha, sức tải là 80 là B, 80 là B thì thích hợp về cho anh em câu đáy rồi. 80 là B là sức tải là 40 kg nha. Đây anh em nhìn xe dây này, dây PE8 này siêu bền này, loại này là loại 7 màu nha chuyên về cho anh em đánh biển lần này là dòng PE kháng mặn rồi cụ này cũng để cho anh em giá bao nhiêu 300k 300m 8.0 là 0.48 vẫn tặng cho anh em thêm hai bịch cửa số 26 mã số 17 tiếp tục mã số 18 8.0 nha 8.0 là có 0.48 thôi Đó là nó nhỏ hơn dây cước bình thường là 0.50 tiếp tục mã số 18 18 cũng tiếp tục là loại này là loại số 10 nè đây loại này là loại số 10 nha Đấy cũng là PE siêu bàn số 10 nè. Loại này là số 10 sức tải là bao nhiêu? Độ dài là 100 m, à 300 m. Số 10 100 là B 0.55 rồi, cũng này là, là PE siêu bàn nè. Anh em nhìn sợi dây là anh em biết cực kỳ bền bỉ, cực kỳ trâu bò rồi. Dòng này là lỗi 8 đẩy màu siêu bàn chuyên cho anh em đánh biển nha. Chuyên cho anh em đánh biển kháng mặn tại vì sức tải nó cực kỳ cao luôn nè. Đấy, dòng này là PE kháng mặn chuyên biển. 100 là B, 100 là B là sức tải nó chỉ có 50 kg, 50 kg thì anh em câu đáy biển thì là thoải mái rồi nha. Rồi. Mã số 18. Mã số 18 này để cho anh em giá là nếu trong là em cam kết cho mọi người là đủ đúng 50 50 kg cá biển trừ khi ra đó nó bị cả san hô hay là mắc cả đá nó mới đứt thôi còn bình thường nó đo với con cá thì không bao giờ nó đứt luôn. Rồi mã số 18. Giá cũng chỉ có 300k. Tặng cho anh em hai bình lưỡi số 10 à, số 26 này nha. 26 này. Tiếp tục mã số 19. Rồi, ngồi 300 m thì bên em cũng có số 8 này. Số 8 này là số 8 này là 500 m nha. 500 m là 80 là B, 80 là B là tương đương với 0.48. Đoạn này là 500 m trên cục này. Đảm bảo dây cho mọi người là 500 m không thiếu một dây nào luôn. Rồi mã số 19 này để cho anh em giá là 400k trên 500 m dây là dây PE siêu bền kháng mặn chuyên biển. Là 0.48 500 m giá 400k tặng cho anh em thêm hai bình lưới mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 thì cũng đây 20 thì tiếp tục là loại cũng là loại số 10 này loại số 10 thì nó rất cực kỳ to nha nó to bự chắc thế này đây đấy cũng này là 500m 500m với lại cũng 300m là anh em thấy không y như cha với con luôn đấy hơn có 200m thôi đấy đảm bảo là đủ dây cho mọi người chơi nha anh em câu biển nè rồi loại này là 10 nè sức tải là 100 LB, là b là 0.55 này đấy 0.55 là sức tải là 10 lb à một tr... 100 lb là, là sức tải 50 kg rồi cụ này cũng để cho anh em giá là 400 k tặng cho anh em thêm hai bình lửa nha chuyên về cho anh em câu đáy biển sức tải chuẩn 50 kg cả biển luôn rồi tặng hai bình lưỡi này nha mã số mã số 20 tất cả hàng bên em là chưa qua sử dụng nha tiếp tục mã số 21 rồi rồi 21 là dành cho anh em dòng cước và lau carbon này đây đây 21 là dòng bà đây cước và lau carbon này là dòng cước tàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi nè à, loại này là loại số 8 nha loại số 8 là 0.50 loại này nó y như uh, nước đó nó không phải là màu một màu này nha nó ra ngồi nè nó màu xanh nhưng mà khi mà nó ra ngồi nè anh em nhìn nè nó là sẽ thành màu uh, màu màu trắng nha đây nó sẽ thành màu màu trắng nè đấy ba lớp này rồi loại này là 8.0 nha, phà lâu carbon 100% là sức tải là 21 kg là 0.50 độ dài cùng này tới 500 m. 500 m dây nha. Rồi. Đấy, dòng này thì dòng đấy, phà lâu carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sáng. Rồi cùng này để cho anh em giá bao nhiêu? 400k thôi. Cùng này là để anh em giá là 400k 8.0 là sức tải 21 kg nè. Thêm anh em một cùng 7.0 cũng phà lâu carbon luôn. Đấy. Loại này là 7.0 phà lâu carbon sức tải là 18 kg này là 0.45 này, dây màu trắng này. Rồi. Cuộn này là Flow Carbon 500m, 8.0 là 0.50, sức tải 21kg nha. Dòng này tải chủng luôn nè. Tặng cho anh em thêm cũng này 18kg nữa. 7.0, 100m nữa. Giá cũng chỉ có 400k, mã số 21. Tiếp tục mã số 22. Rồi, 22 tiếp tục là một dòng Flow Carbon chuyên cho mọi người đánh chip, đánh biển luôn nha. Rồi, tiếp tục hồi nãy là em có số 8, thì tiếp tục giờ em có số 7 nè. Anh em nhìn sợi dây nè. Hàng này chuẩn cho mọi người 500 m nha, đây. Đấy, dòng flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sẵn rồi. 7.0 này sức tải là 18 kg nè, đây, flow carbon nha, độ dài là 500 m này, đây, anh em nhìn sợi dây này. Dây này thì cực kỳ đã luôn, anh em về câu đi. Mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị sẵn này. Loại này là chuyên nó là nó là cước thẻo nha, nhưng mà nhiều anh em về vẫn làm trục đánh cực kỳ đã luôn. Rồi 7.0 sức tải là 7.0 sức tải là 18 kg là 0.45. Rồi cụ này cũng để cho anh em giá là 400k. 400k tặng cho anh em thêm một lư uh, lửa số 7 uh, nè. Lửa số 7 này 10 18 kg dây màu trắng hoặc là anh em có thể lấy 17 số 7 hoặc là anh em đã có thể lấy số 6 nha. Số 6 thì 17 kg nè cũng độ dài 100 m rồi và lâu carbon tàng hình dưới nước và dây không xoắn. Giá 400k mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là loại cũng loại đó nhưng mà loại này chỉ có 6.0. Đây, loại này cũng 6.0 này, dòng là dòng Super Fishing Line này, sức tải là 17 kg này, là không là cái này là 0.40 nha. Đây, anh em nhìn này, dây đây, dây flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không nhầm bị sắn. Anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi. Độ trâu, độ mượt của nó tàng hình đó nha. Đây. Độ trâu, độ mượt nó tàng hình này. Đấy. Rồi, cụ này 500m để cho anh em giá bao nhiêu flow carbon tàng hình dưới nước và dây không sắn mã 23 giá là 400k 400k mà 6.0 tặng cho anh em thêm một cuộn 5.0 và lau carbon nha và lau carbon sức tải là 16 kg độ dài là 100m dây là dây màu trắng đấy hai cuộn này giá chỉ có 400k là anh em có 600m dây và lau carbon tiếp tục mã số 20 24 24 tiếp tục là em có loại này là số 5 nếu đây số 5 nếu nào anh em nào về đánh chép anh em nào về đánh đánh chép tính chip cũ nha hoặc là tấm đen thì anh em mới lấy mấy cụ này làm thẻo còn anh em nào về lưu -lock á lấy cụ này về lưu lưu -lock, số 5 hoặc số 6 về đánh cực kỳ đã dây nó cực kỳ mượt ví dụ như số 5 nhưng mà nó so với dòng khác thì nó cỡ bằng số 3 hoặc là số 4 thôi đây anh em nhìn nè dây flow carbon toàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn này cụ này là 500m sức tải là 16 kg này flow carbon nè đấy dòng là dòng super fishing line nha dây là dây em dây là dây đây dây là dây ba màu nha dây là dây ba màu này đấy giá là dây ba màu này Đấy, rồi cụ này để cho anh em giá là ba màu rồi cụ này để cho anh em giá là 400 k 5.0 độ dài 500 m dòng phải lâu các tàng hình dưới nước và không xoắn rồi 5.0 thêm bên em một cụ loại và lâu carbon nha rồi thêm anh em một cụ loại này cũng 5.0 này 5.0 sức tải là 12 kg dây dây màu trắng này rồi cụ này 100 m rồi hai cụ này vẫn để cho anh em giá bao nhiêu 400k mã số mã số 24 5.0 tiếp tục mã số 25 là anh em có 600m rồi 25 tiếp tục này cũng dòng phà lâu carbon đó nhưng mà loại, nào là, loại nào là này. Đây, này là loại này là 4.0 này đây dạy này là 4.0 này dạy phà lâu carbon tàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha đấy phà lâu carbon tàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ xoắn loại này là 4.0 Độ dài là 500m, sức tải loại này là 12kg, 500m, fishing line, super, phà lâu carbon nha. Đây dây là dây màu à dây hai màu, ba màu nha. Dây là dây ba màu này. Nó cũng dạng như hai màu thôi. Đấy. Phao carbon, dòng này dòng công nghệ mới, dòng đời cao, cực kỳ đã luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Loại này là Rồi, loại này là 500 m để cho anh em giá là 400k. Thêm anh em một cuộn loại 4.3.0 nha. 3.0 phao carbon này là chiến sức tải là 99 kg 0.28 dây màu trắng. Rồi, 500k. À, 400k nha Cụ này 500m Bình thường Mấy dòng này Giá cực kỳ cao nha Em xem một người 400k Tặng thêm cụ này là Giá là bao nhiêu Giá chỉ có 600m dai. Giá chỉ có 400k thôi Rồi tiếp tục Mã số 26 Rồi 26 Là dành cho anh em nào Câu đáy biển nha Rồi 26 26 dành cho anh em nào Câu biển nè Đấy câu biển Câu đáy biển nè Đây Em có loại này là 0.70 Sapan nha Hàng này 0.70 độ dài là 150 m trên một cuộn Sapan neo biển Dòng này nó siêu tải trọng nha 0.70 này nó sức tải tới uh, gần 60 mấy ký nha Đấy dòng này anh em nhìn sợi dây nó đã lắm Loại này là 0.70 Anh em nào cậu tra thì gọi là 0.7 á 1, 2, 3, 4, 5 5 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu 5 cuộn này dây liền với nhau để cho anh em giá là 400k nha Dây liền với nhau nha Để cho anh em giá là 400k chuyên về cho anh em đánh miễn Dòng này là siêu tải trọng nha đó là siêu tải trọng rồi mã số uh, mã số 26 năm cụ năm cụ là 750 m dây giá chỉ có 400k dòng neo biển chuyên về cho anh em đến biển nha dòng mà uh, siêu tải trọng tiếp tục mã số uh, 27 rồi 27 tiếp tục là dòng uh, đây 27 tiếp tục là dòng neo biển loại này cũng hàng đầu địa nhật 0.40 độ dài dạ là 200m 0.40 là tương đương với dây số 6 nha đây loại này là 1.000m nè Loại này là 1 000 mét nha Cũng 200 m tức là 1 000 mét dây liền với nhau Để cho anh em giá bao nhiêu Nail biển 0.60 giá cũng chỉ có 400k trên 5 cụ 1 000 mét Đây Hàng chưa qua sử dụng còn nguyên bao bọc nha Đây dây còn cực kỳ tốt luôn Mã số 27 Loại này 0.40 là nó sức tải nó tới 40 Sức tải nó tới 20 mấy kg á rồi, tiếp tục vào số 28. 28 tiếp tục là loại này là loại à, đây neo biển nè đây biển loại này là 0.50 nè 0.50 này hàng này Sapa nha đầu địa nhật này 0.50 là sức độ dài là 200m 200m là sức tải cụ này là tới um, 200m 1 2 3 4 rồi cụ này là siêu tải trọng chuyên về cho anh em câu đáy biển rồi cụ này mã số 28 28 này để cho anh em giá là 400k trên 5 cụm nha 400k trên 5 cụm là 1.000 mấy liền với nhau Rồi loại này là 0.50 0.50 nha. Rồi, mã số 28 dòng siêu tay trọng chia anh em câu đáy biển. Mã số 28 này để cho anh em giá là 400k, tiếp tục mã số 29 nha. Rồi 29 tiếp tục là em có neo biển dòng này cũng là 0.60 nè, 0.60 loại này là 100m trên một cuộn nhưng mà tức 10 cuộn, 10 cuộn thì ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cuộn chứ, 9 cuộn là 900m, Đấy dây liền với nhau để anh em giá vẫn chỉ 400k thôi. Rồi 0.60, 0.60 là anh em câu trai, là gọi là 0.6 này, hoặc là rồi dây liền với nhau nha, tổng 10 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, 10 cuộn này để cho anh em giá chỉ có neo biển siêu tải trọng, chuyên về cho anh em câu đáy biển, rồi sức tải tới 50 mấy ký rồi để cho anh em giá là 0.60 100 m. Dây liền với nhau là 900 m rồi để cho anh em giá 400k. Mã số 29 tiếp tục mã số 30. Rồi. em cộng đệm xé này. Này phải dán lại. Rồi, tiếp tục mã số 30, 30 tiếp tục là gọi cũng là neo biển loại này là bao nhiêu? 0.4 0.35. 0.35 là tương đương với dây số 4 này đấy loại này là 1.000 mấy chạy liền với nhau 1.000 mấy chạy liền với nhau nha đây không loại này là nó rời nha mọi người loại này nó rời 200 m trên một cụ nó rời 200 m trên một cụ nha rời trời nhau loại số 4 này nó không liền với nhau nha cũng hàng đầu địa nhật 0.35 200 m trò cụ này để cho anh em lóc này nguyên lóc này là 5 cụ nha 5 cụ dây không liền với nhau nhưng mà độ dài của nó là cộng lại với nhau là 1.000 mét để cho anh em giá cũng chỉ có 400k mã số 20 à, mã số 30 tiếp tục mã số 31 rồi 21 tiếp tục là dòng nẻo biển nè à dòng con rùa nha dòng con rùa này là số 20 nè số 20 này là tương đương với lại 0.20 nha mọi người 20 này là tương đương với 0.20 0.20 là tương đương với cước số 2 nha cước số 2 dòng này thì nó cũng không liền với nhau nha mọi người 200m trên một cụm tức là năm cụm này là 1 000 mét không liền với nhau rồi dây số 2 này để cho anh em giá là bao nhiêu nguyên năm cụm 1 000 mét không liền với nhau nha năm cụm rời năm cụm rời với nhau giá chỉ có 300k mã số 31 300k 1 000 mét nha 200 m trên một cụm dòng con rùa này Toro này dòng này đánh cũng rất là đã mã số 31 tiếp tục mã số 32 Rồi, mã 32 là em có dòng cước đi qua này. Đây, dòng này là đây qua này, dòng này đánh ngon lắm nè. Loại này là 100 m nha. Dòng này là hàng nhật xuất pháp 0.30, 0.30 là tương đương với cước số 0.30 là tương đương với cước số 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 3 này. Đây, loại này là 1.000 mét chạy liền với nhau nha mọi người. 1.000 mét chạy liền với nhau này. Anh em nhìn sợi dây này. Đây. Nó là dây dây 7 màu nha, dây cước 7 màu này. Đấy dòng này là dòng đây qua trích on 0.30 sức tải là 12 là b là 6 ký rồi nguyên lốc này 10 cuộn 10 cuộn này mã số 30 để cho anh em giá bao nhiêu 10 cuộn mã số 30 giá chỉ có Mà 10 giá chỉ có 400k nha 400k trên 10 cuộn anh em có thể lấy 5 cuộn 1 2 3 4 4 cuộn tặng 1 cuộn thì anh em có thể lấy 5 cuộn là 500 k chạy liền với nhau về anh em đánh trải nghiệm nha giá chỉ có 200k thôi 200k trên 5 cuộn nha mã số 32 tiếp tục mã số 33 rồi ba ba tiếp tục là em có à, dòng Bách bắt rút này ba dòng cung hổ này dòng này là hi nha sách này dòng này hàng nội địa nhặt độ dài là 150 m trên một cụ loại là 80 đấy loại này là 0.80 nha 0.80 nha mili nè đấy loại này thì 150 m tức là 5 cụ này là 750 m 750 m này để cho anh em giá bao nhiêu 750 m này để cho anh em giá là 300k nha 300k đấy hàng chưa qua sử dụng dây liền với nhau 750 m dây màu trắng Dòng này sức tải thì nó tải yếu thôi. Dòng này nó tải 45 kg thôi nha. Dòng này nó tải 0.80 nhưng mà nó chạy được 45 kg thôi. Rồi mã số mã số 33 này để cho anh em giá là 300k trên 5 cụm nha. 5 cụm là 750 m. Tiếp tục mã số 30 uh, 34. Rồi 34 tiếp tục là giữ anh em là dòng cước Deco này. Đây, dòng cước Deco cước đầu địa nhặt này. Đấy dòng này là dây là dây liền với nhau nha, đây cô dây liền với nhau cũng 0.30 là dây số 3 này sức tải là 10 kg độ dài là 500 à, độ dài là 50 m 50 m trên một cụm tức là 10 cụm này là 500 m dây liền với nhau rồi mã số bao nhiêu mã số 34 mã số 34 này để cho anh em giá là 200k nha 200k trên 500 m dòng này được đây cô nội địa nhật nha đây cô này sapan của thằng Banat nát này dòng này thì cực kỳ trâu bò cực kỳ dài luôn đấy anh em nào ngày xưa hay đánh dây cương nhạy thì dòng nó là dòng này đây đánh cực kỳ đã luôn mã số mã số 34 200k tiếp tục mã số 35 rồi em có một dòng dây trục này một dòng dây trục cực kỳ chắc khỏe luôn loại này là cực kỳ chắc khỏe luôn nha dòng con cá là loại này là 2.5 này là 0.25 sức tải là 5 kg là 10 là bê. dòng này anh em về đánh đi rất ít dây cung kê dây nào nó chắc khỏe như dây này luôn nha dây này là 10 cuộn 10 cuộn là nó là em có nhớ nó liền với nhau không em nhớ nó liền mà rồi nó liền với nhau là 1.000 mét nha nó liền với nhau 1.000 mét này loại này là 0 0.25 sức tải là 10 lb. rồi 10 là B 1.000 mét chay để em em giá bao nhiêu để cho anh em giá chỉ có 300k thôi mã số 35 300k đây 1.000 mét chay nha dây liền với nhau 1.000 mét mã số 35 tiếp tục mã số 36 rồi 36 thì dành cho đây Rồi 36 tiếp tục là dòng đây Dòng này là dòng Đây Dòng này là dòng tim đây qua nha Tim đây qua loại này là 0.70 Sức tải là 40kg nha Là 80 là B 80 mét trên một cuộn Tức là 10 cuộn này là 800 m nè Dây liền với nhau nha 10 cuộn này là 800 mét dây liền với nhau Rồi dòng này thì Dây nó cực kỳ thẳng nha Nói chung là nhó Nó dạng như y như, y như dây và carbon vậy á nó, nó cứng nó cứng biết đó nó không em em không thấy nó sắn luôn nói chung là dây nó cứng mới không phải không phải dây mềm nha dây cứng rồi mã số 30 36 nha 36 này để cho anh em giá bao nhiêu 36 này là 10 cuộn 10 cuộn này là giá là 800 m giá chỉ 600k còn anh em mua 4 cuộn tặng một cuộn thì giá chỉ có 300k nha rồi mã số mã số 36 tiếp tục mã số 37 Rồi tiếp tục mã số 37 nha. 37 tiếp tục giới thiệu cho anh em là dòng cước màu trắng này. Dòng cước này dòng cước màu trắng cụ này là 500m nha. Loại này là 0.50. 0.50 này là 0.50 là biết kem dòng này là hàng mắt in ui ai dây màu trắng 50m trên một cuộn tức là 10 cuộn dây liền với nhau là 500m nha rồi để cho anh em giá bao nhiêu 200k 0.50 là tương đương với cước số 8 nha mọi người 0.50 là tương đương với cước số 8 rồi cuộn này là 500m nó ghi số 8 nhưng mà em thấy dây này nhỏ lắm nó so cỡ dòng này cỡ cước số số 4 nha dòng nó là ghi vậy nhưng mà dòng này cỡ cước số 4 thôi dòng này cỡ cước số 4 thôi nha mọi người dây cực kỳ nhỏ luôn rồi nó ghi 0.50 thôi 0.50 nhưng mà em thấy này nhỏ xíu xíu à cỡ dây số 4 là bình thường cỡ số 4 thôi rồi mã số 37 này để cho anh em giá là 200k dây cước số 4 đi 500m dài hồng của Mỹ nha battery mã số 37 tiếp tục mã số 38 Rồi, 38 38 tiếp tục là dòng Đây Dòng này là dòng Đây dòng này là dòng deco nội địa nhật Nhưng mà dòng này thấy cao cấp hơn Dòng này là dòng 7 màu này 0.40 là sức tải là 16kg 50m trên một cụm Tức là 10 cụm này là 10 cụm này 500m chạy liền với nhau Để cho anh em giá bao nhiêu Đây Dòng 3, cước 7 màu nha Cực kỳ đẹp luôn nè Anh em nhìn sợi cước nè Hàng chưa qua sử dụng Rồi mã số 4 39 nha Mã số 39 này để cho anh em giá bao nhiêu 39 này để cho anh em giá là 10 cuộn, 10 cuộn là 500 m để cho anh em giá là 300k thôi. Là 0.40 sức tải là 16 kg nha. Đây 0.40 là dây số 6 nha mọi người. Được dài 50 m sức tải 16 kg rồi. 10 cuộn giá chỉ có 300 300k mã số 39, tiếp tục mã số 40. Tiếp tục mã số 40, 40 tiếp tục là dòng à đây dòng Pepperi Big Game nè. Loại này là 0.41, 0.41, loại này là size hơi bị đập nha à, mắt in ui à 0.41 là bình thường là 0.40 nhưng mà sai này sai đọc này 0.41 đấy rồi này là dây liền với nhau 10 cuộn 10 cuộn là là 0.40 là số 6 nha mà 0.41 là em không biết thầy thầy số máy theo trời là số 6 luôn đây rồi dòng này là Bepri hàng này là mắt in ui ra nhà hàng của Mỹ 50 mấy trên một cuộn 10 cuộn tức là 500 mấy rồi 10 cuộn tức là 500 mấy giá là bao nhiêu giá để cho anh em giá chỉ có 200k mã số 40 tiếp tục mã số 41 tiếp tục mã số 41 nha. Rồi 41 tiếp tục là dòng đây. Dòng này cũng đây cô, hàng này là đây cô. Đây cô nào địa nhật loại này là sức tải 27 kg này. Là 35 m tên một cuộn dây này, 35 m tên một cuộn dây. Dây là dây liền với nhau 0.70 rồi. Cũng nguyên 10 cuộn, 10 cuộn 35 m tên một cuộn nha, dây liền với nhau. Rồi 10 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 10 cuộn này để cho anh em giá cũng chỉ có 200k. 200k nha đây cô dòng spare pitching line à, spare power line nha skin này dòng này là của thằng banat banat là cứ cung nhạy á mọi người phoenix line 10 cụm này giá chỉ có 200k mã số mã số 41 tiếp tục mã số 42 rồi tiếp tục mã số 42 42 tiếp tục là dòng đây cô này dòng đây cô này là 0.25 nha đây cô này cũng hàng nội địa nhật này 0.25 banat đây dòng dòng này thì dòng siêu bền đây rồi 0.25 là dây số 2.5 thôi 2.5 sức tải là 8,2 kg độ dài 50 m rồi 10 cuộn này là 10 cuộn này là 500 m dây liền với nhau để cho anh em giá chỉ có 200k mã số 42 nha 200k mã số 42 tiếp tục mã số 43 tiếp tục mã số 43 43 tiếp tục là cước đây cô này là 0.47 này 0.47 sức tải là 21 kg nha, hiện này dính bụi nhưng mà còn nguyên bao bọc, bọc chưa qua sử dụng. Dòng này là cước 7 màu này mọi người nhìn nè. Dòng này là cước 7 màu, 10 cuộn. 10 cuộn là 50 mấy trên một cuộn rồi. Dòng cước 7 màu này để cho anh em giá chỉ có bao nhiêu? Chỉ có để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Dòng này thì cực kỳ cao cấp để về cho anh em đánh. Sức tải 22 kg nha, 0.47. Cái dòng này nó làm size 2 2 độc độc kìa. 0.41 rồi chờ tới 0.47 này, dòng này là dòng Banat nào địa nhạc, Daiko nào địa nhạc nha dòng spa fishing Line rồi 10 cuộn này để cho anh em giá chỉ có bao nhiêu 10 cuộn này để cho anh em giá là 300k dây liền với nhau nha dây là dây uh, cước 7 màu mã số 43 rồi tiếp tục nha mọi người mã số 43 nha 43 thì em có dòng này là dòng mà dòng đây dòng này là dòng mà cái này dòng cước số 3 dòng này cước cực kỳ chắc luôn nó đây này nó không phải là như cước thường nha mọi người cước này nó 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 nó, nó kiểu như cước hai lớp vậy á. đây em thấy nó xoắn 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 đã lắm dòng này cực kỳ chắc khỏe luôn nha loại này là 3.0 này là 0.30 sức tải là 8 kg loại này là 16 lb nha loại này thì em đang bán xe cho mọi người là 1 2 3 4 5 6 mấy còn 1 cụm 2 cụm 3 cụm 4 cụm 5 cụm 6 cụm 7 cụm 8 cụm 8 cụm này xe cho mọi người giá 300k luôn là 800 mét dây liền với nhau nha dòng này thì đây cái gì dính bụi thôi bữa nãy bị dính dính bụi nha em để cái đó cái dán nó vào nó ăn, nó ăn ở ngồi nha ừ, trước còn bên trong còn nguyên bao bọc này rồi lọ này là 8 cục 8 cục này là 800 mét dây liền với nhau dòng à, nầu địa nhặt nha 8 kg dòng này à, cực 3.0 cực kỳ chắc khỏe luôn mã số 40 à, 43 giá là bao nhiêu 300k trên 8 cục tiếp tục mã số 44 rồi 44 tiếp tục là dòng cước đây cô này dòng cước đây cô này dòng này anh em nhìn sợi dây anh em biết đã không dòng này thì đây cô nậu địa nhặt loại này là 0.55 0.55 là tương đương với cước số số 10 đây loại này là 24 kg độ dài là 40 m trên một cụm 10 cụm là 400 m chơi liền với nhau rồi xe anh em giá bao nhiêu 10 cụm là nó có một cụm này là 7 màu nó rơi nó khác màu này còn chín cụm này nó giống màu nha rồi để cho anh em giá bao nhiêu chỉ có 300k thôi đấy dòng đây cô 40 mấy trên một cũng 0.50 sức tải 24 kg. Đây cô nào địa nhặt nha. Mã số 44. Rồi, mã 44 nha. Bốn cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Mã 44, bốn cụm này để cho anh em giá là 0.55. Rồi. Đấy, 0.55. Ta 10 cuộn này nha, 10 cuộn này để cho anh em giá là 300k. Dòng 7 màu nha, dòng uh, cước 7 màu cực kỳ đã luôn. Đây tại vì bị nhặt người ta rất thích cánh 7 màu, mã số 44. Tiếp tục mã số 45. Rồi, 45 thì em có một dòng uh, dòng neo biển này cụm này nó cũng màu trắng nó nhỏ nhỏ nó xinh xinh nữa nè đấy nhìn nó rất là đẹp luôn với là dây này thì cực chơi rất khỏe rồi loại này là hàng sapan 0.35 độ dài là 100 m trên một cụm loại này là mấy cụm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cụm này 10 cụm này thì 1.000 mét dây liền với nhau nha 1.000 mét dây liền với nhau thì em em coi thì nó có liền với nhau không đây chứ hình như nó không liền với nhau nha mọi người nó rời nó rời với nhau nha nó không hình như nó liền liền không liền à, liền không liền gì nói chung là hình như nó không liền nha 0.35 dây số 4 này 100 mấy trên một cuộn không liền 10 cuộn 10 cuộn này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi 300k mã số 45 tiếp tục mã số 46 rồi, mã số 46 tiếp tục là đây cô này. Tiếp tục mã số 46 này, đây cô hàng đầu địa nhặt này, loại này là 0.60 này. Sức tải là 26 kg, độ dài là 40 m trên một cuộn. Đây, dòng này cũng dòng 7 màu luôn. Rồi, 10 cuộn này, 10 cuộn này là 400 m dây liền với nhau. Đây, dòng cước 7 màu này, 400 m dây liền với nhau. Rồi, dòng này là 0.60, 0.60 là tương đương với cước số 12, sức tải là 26 kg. Đây cô đầu địa nhặt dòng này là của thằng này, Super Fowler Line này, chỉ cần lau sơ quá tay là nó nó mới tin nè. À. Rồi, Cước này hàng chưa qua sử dụng nha, còn nguyên bao bọc, mã số 46, giá chỉ có 300k trên 10 cuộn. 46. Tiếp tục mã số 47. Rồi 47 tiếp tục là em có dòng này là dòng à, dòng này là dòng cũng dòng biết game này, loại này là 0.70 này. Đây 0.70 ml 10 cuộn này là 10 cuộn này là 500 m chạy liền với nhau, 50 m trên một cuộn. Dòng này là pepper, dòng này là à, của Mỹ nha hồi nãy là của Nhật còn này là mắt in UA này 0.40 lb này à, nó là 0.70 này đã dòng là physics line rồi 10 cụm này 0.70 về anh em cậu tra rồi rất là ok này cước à, còn bao bọc thì có rất nhưng mà dòng này là trước sử dụng dây Cước còn cực kỳ tốt luôn mã số 47 giá là 10 cụm 200k tiếp tục mã số 50 47 mà lên 50 à 47 lên 50 luôn nha mọi người 47 lên 50 luôn Rồi 50 thì em có tiếp tục là dòng này là dòng mà uh, Nakrita na này Nakrita loại này là con rùa nha con rùa 150 m trên một cụm này loại này là bà năm cụm này là 700 m nha 5 cụm này là 700 m chạy liền với nhau này dây này thì là tương đương với 0.50 0.50 là tương đương với cứ số 8 5 cụm này là 750 m dây liền với nhau để cho anh em giá bao nhiêu giá để anh em giá chỉ có 300k nha, 300k. Nakuro 1000 m nhé. A à, 750 m dây liền với nhau. Mã số 50. Mã số 50 này để cho anh em giá là 300k nha. Tiếp tục mã số 51. Rồi, 51 tiếp tục là em có dòng cước PE này. Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây cực kỳ chắc khỏe. Loại này là 6.0 độ dài tới 150 m đây. 1 2 3 4 4 cụm là 400 m tặng thêm một cụm là 500 m dây liền với nhau. Để anh em giá bao nhiêu giá chỉ có 200k mà loại này là 150 50 mấy tức là 5 cũng nó là 750 m em vẫn để giá chỉ 200k còn nay mua nguyên lốc này giá chỉ có 400k đấy là anh em có 1.500 mấy chơi liền với nhau nha dòng này là cước ve cực kỳ chắc khỏe cước PE sao cước là sự kết hợp giữa cước PE dòng này nó nấu ra kiểu như hợp kim vậy đó. nó nấu ra anh em nhìn vào thì như cước bình thường nhưng mà nó sự kết hợp giữa cước và ve trong này nên đánh cực kỳ trâu bò nha mã số 51 giá bao nhiêu 51 giá chỉ có 200k trên năm cụ 51 tiếp tục mã số 52 rồi 52 52 tiếp tục là dây flow carbon này đây dòng này là dòng flow carbon tura nha tura dòng mấy dòng tura thì anh em biết rằng một mấy những dòng tura dòng này là phantomium này dòng này là Fetone âm nha đấy dòng này thì à, 100m này đấy 100m đấy dòng Tura Fetone này thì dòng này là cực kỳ cao cấp và lâu carbon này và lâu carbon trăm phần trăm này anh em thấy không đấy cụ này là cũng phải lâu carbon trăm phần trăm độ dài là trăm mét nha đấy, độ dài trăm mét cho mọi người này rồi cụ này để cho anh em giá bao nhiêu cụ này để cho anh em giá là cụ này em một cuộn tu nữa nè tu này phải hàng này chưa qua sử dụng 50 mươi mét trên một cuộn Loại này là 1.0 là 0.16 cũng tôi rai, hai cũng tôi ra nè. Rồi, hai cũng. hôm nay một cụm 1.2.5, 1.0 rồi thêm cụm 2.0 này, 2.0 và lâu carbon này. 2.0 và lâu carbon sức tải 8.5 kg, độ dài là 0.23 này, dây màu trắng này. Đấy. Rồi, ba cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Ba cụm này để cho anh em giá chỉ có 300k ba cục này để cho anh em giá là 300k, mã số 50 52 nha. Ba cục này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. 52. Dòng Pentanium này anh em biết rồi, 1800 yên này. Đấy. Rồi. Tất cả là dây màu trắng nha, ba cục này dây màu trắng hết, giá chỉ có 300k thôi. Mã số mã số 52, tiếp tục mã số 53. 53 tiếp tục là dây flow carbon này, đấy. 53 tiếp tục là dây lâu carbon, loại này là dây số 3 này. Dòng này là flow carbon nha, dòng này là của thằng nào địa nhặt luôn. Nào đỉ nhặt nè. 3.0 là 0.28, độ dài là 100 m trên một cụ này. 100 m trên một cụ này. Rồi, loại này là 3.0, dây là dây màu trắng nè. Đấy, dòng flow carbon. 3.0. Rồi, thêm anh em cũng loại này là 3.0. Một cụm flow carbon 3.0 nữa đâu rồi. Để em một xíu nha. Rồi, cụ này 3.0 rồi đây cụ này là loại này là 2.0 này dòng pha carbon tím này dòng này là dầu à, pha lâu carbon màu tím này sức tải 8,5 kg độ dài là 200m sức tải đây là 8,5 kg là 0.23 này pha carbon 100% dòng này là pha carbon 100 tiếng nhật nha hai cụ này hai cụ này là 200m bữa là 100m là 300m dây này 300m dây thêm anh em một cụ loại này là 2.0 à, loại này là 2.5 nữa hả à. 2.5 nữa là cho đủ combo flow carbon nha. 2.5 sức tải là 9.3 kg là 0.26 này, độ dài là 100m nè 100m nè, ba cuộn flow carbon này, ba cuộn làm thẻ. thêm Thêm đây một cuộn làm trục. Mấy dòng này nó tải trọng cao nên là thêm một người một cuộn trục là số, số mấy, một cuộn trục số 4 này, một cuộn trục số 4 nha, một cuộn trục số 4 hàng sapa này sức tải là 10kg này, dây là dây màu màu trắng này rồi. Combo anh em là 100m 200 mấy là 300 mét 400 mét 500 mét dây 500 mét dây này để cho anh em giá bao nhiêu 500 mét dây nè là anh em có 400m dây và carbon và 100 mét uh, niông nha rồi tổng chiều dài là 500 dây mã số 53 để cho anh em giá là rồi để cho anh em giá chỉ có 500k thôi mã số 53 500k tiếp tục mã số 54 Rồi, tiếp tục mã số 54. Rồi, 54 tiếp tục là dây uh, flow carbon. Đây. 54 tiếp tục là dây flow carbon loại này là 1.2 này, anh em nhìn sợi dây là anh em mê luôn này, anh em nhìn sợi dây này. Đấy, anh em nhìn sợi dây này, đẹp không? Em nói về một flow carbon tím anh em là dòng cước cực kỳ đỉnh, siêu đỉnh luôn. Đấy là dòng cước tàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Loại này là 1.2 này, sức tải là 7,4 kg là 0.18, độ dài là 500 m. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu 400k Anh em như xịt kìa Đây mình xịt dây nè Đó là dòng cước tàng hình như nước Chuyên cho một người đánh chép nha Chuyên cho một người đánh chép Trong là cá nước ngọt và con chép ăn Thì tất cả con cá khác cũng ăn luôn Rồi Mã số 54 nha 54 này để cho anh em giá là Cuộn này để cho anh em giá là 400k 400k 1.2 flow carbon tàng hình như nước Và không bị sáng hàng nội địa nhật này 500 m nè là 0.18 là 1.2 sức tải là 7.4 kg nè Rồi, thêm anh em một cụm 1.2 à một cụm 1.5 đi một cuộn 1.5 loại này là 7 7 1.2 đi thêm anh em một cuộn loại này là 1.2 sức tải là 7,4 kg độ dài là 100 m 0.18 này dây là dây màu trắng này rồi thêm anh em một cuộn loại nhỏ nữa dây ni lâm nha số hai nó mất rồi mới mình thấy xong Đây, một cuộn số 3 nữa nè. Một cuộn số 3 này về làm trục nha mọi người. Số 3 này là 0.28 này, Sapa này nội địa nhặt này, dây là dây màu trắng này rồi. Combo anh em bộ cuộn này là 400k flow carbon tăng hình dưới nước và dây tuyệt đối không sẵn. Thêm hai cuộn này nha. Mã số mã số 54, tiếp tục mã số 55. Rồi. 55 tiếp tục cũng flow carbon nhưng mà anh em nhìn dây nè. Em nói anh em nhìn cái dây là anh em biết anh em mê ly luôn. Đấy, là một trong những dòng này là dòng cao cấp chuyên về cho mọi người đánh chép Đánh biển nha. Loại này là dòng cước và lâu carbon tàng hình dưới nước và chạy, tuyệt đối không giờ bị sáng rồi. Loại này là 3.0 sức tải là 9,9 kg độ dài 500 m. Đấy anh em nhìn thấy dây không là anh em đủ đủ mê ly rồi. Đừng nói gì anh em đi câu luôn. Dây nó cực kỳ mướt luôn nha, cực kỳ mướt cực kỳ mượt. Loại này là vừa làm thẻo vừa làm trọc được luôn. Rồi. Loại này là 3.0 chuyên về cho anh em làm thẻo đánh chép, sức tải là 9,9 kg. Loại này là 0.28 vẫn để cho anh em giá bao nhiêu? Vẫn để cho anh em giá chỉ có 400k. 400k tặng cho anh em thêm một cụ loại 3.0 à. 3.0 thêm anh em một cuộn 3.0 luôn. 3.0 và lâu carbon tàng hình dưới nước và dây không và màu trắng này, dây không mua giờ sáng này là hai cuộn này đấy. Và lâu carbon nha. Dòng này là dòng fishing line classic, còn dòng này là fishing line dòng super hai cuộn. Rồi thêm anh em một cuộn loại làm trục nữa. Anh em có thể lấy loại trục này anh em lấy cũng thay số 3 cũng được hoặc anh em lấy sai lớn hơn nhưng mà em vẫn lấy sai số 5 này dòng này là số 5 sapa này loại này là 5.0 này dây là dây màu trắng nha rồi combo anh em Cuộn này 400k tặng thêm hai cục này mã số 55 nha. Ừ. Tiếp tục mã số 56. Đây 56 tiếp tục là dòng Flow Carbon này, Lọ này là dòng Flow Carbon số 7 này. Lọ này là Flow Carbon này, đây, dòng là Flow Carbon số 7 này, độ dài là bao nhiêu mét? Độ dài là thâu từ từ em lên cùng này xong luôn đó. Rồi, tiếp tục là cũng Flow Carbon số 4 này, đây. Mã 56 này, và lâu carbon số 4 sức tải là 12kg là 0.32 này Dòng này anh em về đánh thử đi Chuyên cho mọi người đánh chép Đấy, mọi người còn còn mọi người có thể mua mã nào thì em sẽ lấy tặng cho mọi người một ít về cho mọi người đánh trải nghiệm về làm thẻo nha Thẻo này chuyên cho mọi người đánh chép nha 4.0 này vừa làm trục này vừa làm thẻo này Anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi Dòng phần carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không bị sắn Nó cực kỳ dai luôn nha Nhưng mà đấu lại nó còn cực kỳ dai nữa Cực kỳ trâu bò luôn 4.0 này anh em nào anh em hay bán cho anh em vì anh em cẩu mà anh đi đánh lục á mà anh kéo con cá nó chạy trên mặt nước nó bắt tội luôn á đấy loại này là 500 mấy 0.32 sức tải 12 kg rồi cụ này để cho anh em giá bao nhiêu cụ này để cho anh em giá mã số 56 đấy thấy không rồi 56 này để cho anh em giá là 4.0 0.32 sức tải 12 kg để cho anh em giá là 400 k thêm anh em một cụ loại này số 4 đi số 4 cùng loại đi đấy số 4 cùng loại này Số 4 cùng loại loại này là sức tải 12 kg 0.32 này dây màu trắng này. Số 4 tặng mũ số 4 là 600 m. 600 m thêm một người một người một cuộn 6.0 nữa. Một người uh, cuộn 6.0 về một người làm trục nữa nha. À Japan này dòng này là Pro à, uh, này, Japan này dây màu trắng này rồi. Combo anh em cuộn này là 400k nha, tặng thêm hai cuộn này về cho anh em đánh trải nghiệm nữa mã số 56. Còn anh em mua riêng cuộn này nha, cuộn này thì em bán bán sale bình thường là bán 200k, đang bán sale là bình thường nó là 100k nha. Rồi cuộn này 400k tặng thêm cuộn này Đấy còn cuộn này thì em đang bán là 50k Rồi 400k tặng thêm hai cuộn này mã số 56 Giá 400k Tiếp tục mã số 57 Rồi 57 là số 7 nè Đây Đây số 7 là phà lâu carbon nè Dòng này là cũng dòng phà rô nè Vô đen nè Loại này là số 7 nha Là tương đương với Cái này không không biết Số 7 là tương đương 0.43 nè 0.43 bình thường là 0.45 nhưng mà loại này nó nhỏ hơn. Và lau carbon 100% max in Japan này, Sunlight nha, Đấy, dòng này thì còn chưa qua sử dụng này Rồi, cuộn này là 100 mét Thêm một người một cuộn số 7 nữa nè Một cuộn số 7 loại này là Sức tải là 18 kg là 0.45 được dài là 100 mét và lau carbon này Hai cuộn này là như cuộn này nó to y như cha Mà cuộn này như con vậy á Rồi, hai cuộn Thêm một người một cuộn số 8 nữa Và lau carbon số 8 nữa nè Vừa thấy luôn Rồi đây, thêm một cuộn số 8 này, một cuộn này về cho anh em sân hàng nha. Số 8 là sức tải 21 kg là cước tím này, đồng này là cước lau carbon tàng hình dưới nước, cái này nó bị bung ra nha. Em chưa tháo ra em cuộn lại nè. Rồi, lau carbon này tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối cho mười sắn. Dòng này thì gọi là siêu tải trọng, chuyên về cho mọi người đánh chép cụ Dòng này là cực kỳ gãy. Dòng này là dòng thẻo nha mọi người, dòng thẻo phà lau carbon tất cả là dòng thẻo hết. Rồi, loại này là số 8 200 m, loại này là 100 m số 7 và loại này là 100 m số 7 là tổng cái chiều dài của mọi người là rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá chỉ có bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá là 600k thôi. Combo này để cho anh em giá là 600k. Mã số mã số 58 57 từ từ. 600k. Thêm cho một người một cuộn số 10 nữa về một người làm trọc nha. Thêm một người gọi số 10 này. Loại này sức tải 23k